Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An, tiền thân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt An, được cổ phần hóa từ tháng 8 năm 2009, là doanh nghiệp về nhập khẩu, phân phối máy chiết rót, dây chuyền lọc nước tinh khiết RO và sản xuất máy làm đá viên inox xuất khẩu. Thương hiệu VA, US Apex, Vinaro. Việt An xuất dây chuyền lọc nước 750 lít VACA 750. Cột lọc Composite Autova cho khách hàng. Đây là dây chuyền ứng dụng công nghệ lọc RO cho nước thành phẩm là nước tinh khiết đạt chuẩn 61-2010 BIT của Bộ Y tế. Bảo hành 12 tháng và bảo trì dài hạn. Liên hệ hotline 0949 414141, 0943 414141 hoặc truy cập website vietan.vn để biết thêm thông tin chi tiết.